Tuấn Anh. Công việc của tôi là biên tập viên truyền hình. Tôi đến với bộ môn boxing khi đầu óc đang căng thẳng, stress với cuộc sống. Cơ thể thừa cân và không rèn luyện thể thao làm tôi càng mệt mỏi. Khi đến phòng tập, được sự giúp đỡ của huấn luyện viên và các anh em ở đây đã khiến tôi có được sự cân bằng trong cuộc sống, cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Nếu không có họ, tôi khó có thể vượt qua được bản thân mình, vượt qua được những bài tập thể lực cường độ cao. Từ một người luôn mệt mỏi vì thừa cân, giờ đây tôi đã có một thân hình cân đối, có sức khỏe và sự dẻo dai. Có thêm những người bạn mới giúp tôi giải tỏa những căng thẳng và stress. Bốt boxing đã mang lại cho tôi sự tự tin, sức khỏe để vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Hành trình rèn luyện sức khỏe cũng như hành trình chinh phục một ngọn núi. Có người dừng lại, nhưng ở bốt boxing, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua. Come on. What you call an icon living? Start a record label, Miss Fish just did it. Nylon, couple 5 minutes. Whoa, we are too hot in the biz. About to make a movie independent. Need new trucks independent. I need you to listen to the vision. All your verses sound like dirty dishes. I'm about to clean them in the kitchen.